Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc USB. Nhưng mà đây là một chiếc USB hết sức đặc biệt. Và đặc biệt thế nào thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé. Có rất nhiều người dùng iPhone thường xuyên chụp ảnh này, quay video và có thói quen đó là chuyển ảnh của mình, dữ liệu của mình từ iPhone sang máy tính. Vậy làm thế nào để có thể tối giản hóa các bước cũng như là tối ưu về chất lượng của ảnh, của video một cách tốt nhất? Thì hãy sử dụng cho mình một chiếc USB như này là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Về thiết kế bên ngoài thì nó cũng không khác gì mấy so với một chiếc USB thông thường cả. Tuy nhiên thì điểm đặc biệt ở đây đó là sẽ có thêm một đầu Lightning giúp chúng ta kết nối với chiếc iPhone. Và đầu còn lại Type-A thì sẽ là cái đầu để chúng ta kết nối với cả máy tính, laptop. Ngoài ra thì Jensen còn thiết kế cái chiếc USB này theo kiểu bo tròn góc cạnh như thế này để tránh cái sự vướng víu cũng như là đảm bảo được cái độ bền cho sản phẩm. Dung lượng của nó là 64GB, có thể là không quá nhiều nhưng mà cũng khá so với những ai đang sử dụng những chiếc iPhone mà có dung lượng không quá cao, để có thể dễ dàng lưu trữ ảnh này, video trong cái chiếc ổ cứng mini này. Còn cái dung lượng ít ỏi trong iPhone của bạn thì nên tiết kiệm để để lưu trữ những cái thông tin như là danh bạ này, tin nhắn này, những ghi chú quan trọng và đặc biệt là phần lớn dành cho ứng dụng. Còn đối với những người dùng mà đã sở hữu cho mình những chiếc iPhone có dung lượng lớn rồi và không có nhu cầu mở rộng thêm bộ nhớ thì bạn vẫn nên sử dụng cho mình một chiếc USB như thế này. Nó sẽ hỗ trợ cho quá trình mình chuyển tiếp tài liệu này, ảnh này, video từ điện thoại qua laptop được dễ dàng, đơn giản, thuận tiện hơn rất là nhiều, và đặc biệt là sẽ đảm bảo về cái chất lượng hình ảnh cũng như là video một cách tốt nhất. Chi tiết của các sản phẩm mình sẽ để ở phần dưới link mô tả cho các bạn tham khảo. Cuối cùng, đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để theo dõi thật nhiều những video sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!